Dự tối nay thứ hai ngày 19 tháng 12 sẽ có một số nội dung chính sau đây. Hội nghị Quân ủy Trung ương thảo luận báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Bộ Công an thông tin kết quả nhiều vụ án dư luận đang quan tâm. Các doanh nghiệp nội địa nỗ lực tận dụng các ưu thế từ các hiệp định thương mại tự do và cả sức mua ở trong nước nhằm vượt qua khó khăn do sức mua toàn cầu suy giảm. Philippines kéo dài mức thuế thấp đối với gạo và các mặt hàng lương thực khác đến cuối năm sau để chống lạm phát. Kính thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị phiên họp lần thứ 5 để xem xét thông qua một số nội dung công việc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì hội nghị. Đến dự có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng điều hành hội nghị. Đất nước có yên thì mới có thể phát triển được. Đây là nhấn mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với nhiệm vụ trọng yếu của quân đội, đó là bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ của đất nước. Về thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2022, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo chỉ đạo toàn quân duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước, xử lý hiệu quả các tình huống không để bị động bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân. Toàn quân đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phòng chống thiên tai dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh. Công tác xây dựng Đảng và xây dựng quân đội về chính trị đạt nhiều kết quả tích cực. Toàn quân luôn đoàn kết, thống nhất, vững vàng, kiên định, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, một trong những nguyên nhân dẫn đến kết quả như trên là do Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, tập thể Quân ủy Trung ương và cấp ủy chỉ huy các cấp trong toàn quân đã giữ vững nguyên tắc đoàn kết thống nhất, phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm, có nhiều đổi mới về phương pháp, phong cách công tác, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, hành động vì lợi ích chung. Tổng Bí thư tiếp tục lưu ý Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, nhiệm vụ quan trọng nhất là tham mưu với Đảng, Nhà nước, xử lý kịp thời hiệu quả các tình huống, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Chúng ta nhận thức tốt rồi, nhưng mà nhận thức thật sâu sắc hơn nữa, cái công tác xây dựng bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ chiến lược của quân đội và của công an. Và tôi hay nói là hai cái cánh của một con chim ấy, phối hợp với nhau, kể cả trong nội địa cũng như là đối ngoại, luôn luôn theo dõi, nghiên cứu, nắm chắc các cái diễn biến tình hình trong nước và thế giới, đặc biệt là cái khu vực xung quanh ta và những vấn đề thế giới nó liên quan đến ta. Đất nước có yên thì mới có thể xây dựng phát triển được. Đây là vấn đề chiến lược cơ mà. Và đây cũng là vinh dự lớn của quân đội chúng ta. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội, chú trọng xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, bảo đảm cho quân đội luôn tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ. Đồng thời yêu cầu Đảng bộ quân đội phải làm gương, làm mẫu trong toàn Đảng. Trong quân đội thì phải giữ gìn cho được cái truyền thống, cái danh dự bộ đội Cụ Hồ. Quân đội phải hết sức gương mẫu, mà chúng ta có điều kiện để chúng ta gương mẫu. Muốn mà quân đội mạnh, trước hết là Đảng trong quân đội phải mạnh. Từng con người phải gương mẫu, cấp càng cao càng gương mẫu, thì dưới người ta mới nghe. Liên quan đến nghị quyết số 847 về phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới, Quân ủy Trung ương chỉ đạo cấp ủy tổ chức Đảng các cấp tiến hành sơ kết, đánh giá đúng ưu khuyết điểm, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở đó tiếp tục triển khai nghị quyết số 847 trong Đảng bộ quân đội một cách quyết liệt, đồng bộ, thiết thực, hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới. Chiều nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh đã tới thăm và dự kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội, Điện Biên Phủ trên không tại Quân chủng Phòng không Không quân. Kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội, Điện Biên Phủ trên không và kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thành kính dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh
và các anh hùng liệt sĩ của quân chủng phòng không không quân, những người đã không quản gian khổ hy sinh cùng với quân và dân miền Bắc làm nên những chiến thắng oai hùng của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ 20. Đặc biệt trong chiến dịch phòng không 12 ngày đêm cuối năm 1972, bộ đội phòng không không quân đã phát huy cao độ vai trò nòng cốt trong cuộc đối đầu lịch sử với không quân Mỹ, đánh bại cuộc tập kích chiến lược đường không chủ yếu bằng máy bay B-52 vào Hà Nội và Hải Phòng cùng một số tỉnh lân cận, làm nên chiến thắng vĩ đại Hà Nội Điện Biên Phủ trên không, buộc Mỹ phải ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Chiến thắng này đã thể hiện đường lối chính trị, quân sự đúng đắn của Đảng ta, quân đội ta, là thắng lợi của đường lối chiến tranh nhân dân, của thế trận phòng không nhân dân, là chiến thắng của sức mạnh chính trị, tinh thần của toàn dân tộc Việt Nam, là ý chí, quyết tâm, dám đánh, biết đánh và quyết thắng giặc Mỹ xâm lược. Hà Nội Điện Phủ trên không thể hiện sự dự báo chính xác của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh về thế trận ngay từ những năm đầu của cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại miền Bắc của Mỹ, từ đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quân và dân ta chuẩn bị quyết đánh, quyết thắng B-52 của Mỹ ngay trên bầu trời Hà Nội. Đối với dân tộc ta, chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không là một trong chiến công oanh liệt, là bản hùng ca vĩ đại trong thế kỷ thứ 20, mãi đi vào lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta như những Chi Lăng, Hàm Tử, Đống Đa, và đã trở thành biểu tượng của ý chí, trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Đối với thời đại, đây là chiến thắng của chế độ xã hội chủ nghĩa, là đòn đánh lịch sử đánh bại sức mạnh quân sự hùng hậu của chủ nghĩa đế quốc, góp phần dẫn đến sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân mới, làm tăng thêm sức mạnh, củng cố niềm tin cho các lực lượng đấu tranh vì hòa bình, độc lập, dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Chủ tịch nước khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhớ công lao của các cán bộ, chiến sĩ và tri ân các anh hùng liệt sĩ đã không quản gian khổ, hy sinh cùng với quân và dân miền Bắc làm nên chiến thắng oai hùng. Từ chiến thắng này, quân chủng phòng không không quân đã có nhiều bài học kinh nghiệm quý báu mà đến nay vẫn còn nguyên giá trị, cần được vận dụng sáng tạo trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong đó có bảo vệ chủ quyền bầu trời và biển đảo. Quân chủng phòng không không quân là lực lượng được ưu tiên đầu tư tiến thẳng lên hiện đại của quân đội ta. Để làm được điều đó, phải chú trọng xây dựng lực lượng thật sự mạnh cả về con người và vũ khí trang bị, trong đó lấy xây dựng con người là trung tâm, nhân tố quyết định thắng lợi của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không cũng là dịp để chúng ta cần tiếp tục nghiên cứu, tổng kết, rút ra những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn các cuộc kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta và những cuộc chiến tranh trên thế giới gần đây, nhất là các chiến dịch phòng không lớn, để vận dụng trong thời gian tới. Tăng cường nghiên cứu lý luận quân sự, nghệ thuật tác chiến phòng không không quân hiện đại, tích cực nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ quân sự trong lĩnh vực phòng không không quân, trong đó chú ý nghiên cứu phòng chống tiến công đường không bằng vũ khí công nghệ cao của địch, để vận dụng trong điều kiện mới phù hợp với điều kiện tác chiến của quân đội ta. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu các cán bộ chiến sĩ trong toàn quân chủng phòng không không quân phải không ngừng nâng cao công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, làm chủ vũ khí, trang bị hiện đại và nghiên cứu đề xuất với Đảng, Nhà nước, quân đội tiếp tục mua sắm, bổ sung vũ khí, trang bị, kỹ thuật hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và phù hợp với điều kiện kinh tế của đất nước. Sáng nay dự hội nghị công an toàn quốc lần thứ 78, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị lực lượng công an nhân dân tuyệt đối không được để Đảng, Nhà nước bị động, bất ngờ về chiến lược liên quan đến ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và cuộc sống bình yên của nhân dân. Năm 2022, lực lượng công an nhân dân đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, trong đó đã chủ động nắm chắc tình hình, thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng và Nhà nước, ngăn chặn kịp thời âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đạt nhiều kết quả tích cực, đã tham mưu chỉ đạo xử lý nghiêm minh nhiều vụ án tham nhũng kinh tế nghiêm trọng, phức tạp. Bộ Công an đã triển khai trách nhiệm, hiệu quả đề án 06, góp phần thay đổi phương thức quản lý công dân, quản lý xã hội.
Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương những thành tích xuất sắc và cảm ơn những đóng góp, cống hiến, hy sinh của lực lượng công an nhân dân. Thủ tướng đặc biệt xúc động trước sự hy sinh của nhiều cán bộ chiến sĩ vì cuộc sống bình yên của nhân dân, góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân anh hùng. Trong đó có những người tuổi đời còn rất trẻ và đề nghị các đơn vị địa phương làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa. Bên cạnh thành tích là chủ yếu, Thủ tướng cũng chỉ rõ một số tồn tại hạn chế và đề nghị toàn lực lượng có giải pháp khắc phục. Thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm với lực lượng công an nhân dân. Trong đó đề nghị tiếp tục tiên phong gương mẫu trong tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng. Quán triệt sâu sắc, thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương vừa qua. Đồng thời chủ động triển khai các biện pháp bảo vệ an ninh lợi ích quốc gia từ sớm, từ xa, từ bên ngoài lãnh thổ, chủ động xử lý kịp thời hiệu quả các vấn đề phức tạp nổi lên. Phòng ngừa đấu tranh chống âm mưu hoạt động diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch phản động. Đặc biệt là không được để cho Đảng, Nhà nước bị động bất ngờ chiến lược về các vấn đề liên quan đến ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và cái cuộc sống yên bình của nhân dân. Phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, đoàn thể xã hội tốt hơn nữa trong công tác phòng ngừa, tấn công chấn áp tội phạm, triệt phá các băng nhóm, tội phạm nguy hiểm, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm kinh tế, tham nhũng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, ma túy, buôn lậu, tội phạm xuyên quốc gia. Thủ tướng đề nghị lực lượng công an khai thác hiệu quả dữ liệu dân cư, căn cước công dân, thúc đẩy chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả công tác. Đặc biệt chú ý xây dựng và phát huy mạnh mẽ thế trận lòng dân, thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân. Thủ tướng yêu cầu triển khai thực hiện bài bản, chặt chẽ, khoa học, hiệu quả nghị quyết 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới. Tại hội nghị, Thủ tướng cũng cơ bản đồng tình với các dự thảo nghị quyết về công tác công an và xây dựng lực lượng. Thủ tướng nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước mong muốn và tin tưởng với truyền thống anh hùng vẻ vang, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, tinh thần đoàn kết đồng lòng, lực lượng công an nhân dân sẽ lập nhiều chiến công thành tích xuất sắc hơn nữa, xứng đáng là lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy, tuyệt đối trung thành của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Toàn ngành tài chính phải tập trung nghiên cứu đưa ra các giải pháp và tổ chức thực hiện hiệu quả để góp phần đảm bảo tuyệt đối an ninh tài chính, tiền tệ quốc gia. Đây là một trong những nhấn mạnh của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị Tổng kết năm 2022 và triển khai kế hoạch năm 2023 của ngành tài chính diễn ra vào chiều nay. Năm 2022, ngành tài chính đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, đạt được những kết quả nổi bật. Trong đó, thu ngân sách nhà nước đạt 1,69 triệu tỷ đồng, vượt 19,5% dự toán năm. Ngành đã thực hiện hiệu quả chính sách ưu đãi thuế, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời. Chi ngân sách được quản lý chặt chẽ, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên và những nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết. Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, quyết tâm và kết quả của ngành tài chính cho năm 2022. Thủ tướng nêu rõ một số bài học quan trọng, trong đó bám sát tình hình để có phản ứng chính sách phù hợp, kịp thời, hiệu quả, tìm điểm cân bằng giữa tỷ giá và lãi suất, giữa hạn mức tín dụng với nhu cầu của thị trường, giữa tăng trưởng với lạm phát, hiểu và chia sẻ với doanh nghiệp như người nhà mình, đẩy mạnh chuyển đổi số để giảm thủ tục hành chính, giảm chi phí, bớt phiền hà cho người dân, doanh nghiệp và hoàn thiện thể chế chính sách phù hợp với tình hình. Nhận định năm 2023 sẽ còn rất nhiều khó khăn. Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính chủ động tích cực đưa ra các chính sách tài khóa phù hợp, hiệu quả để góp phần bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, tiếp tục nghiên cứu giảm thuế, phí và lệ phí cho doanh nghiệp để khơi thông cho sản xuất, kinh doanh, nuôi dưỡng nguồn thu. Toàn ngành chúng ta phải tập trung nghiên cứu, xây dựng rồi đưa ra các giải pháp tổ chức thực hiện để đảm bảo tuyệt đối an toàn về an ninh tài chính tiền tệ của quốc gia. Cái ý thứ hai là phải tập trung ưu tiên cho ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn, trong đó có cân đối thu chi, phấn đấu bội thu và giảm bội chi, rồi giảm nợ công, giảm nợ chính phủ. Cái ý thứ ba là phải tăng cho đầu tư phát triển, huy động mọi cái nguồn lực của xã hội, rồi tập trung vào các cái động lực tăng trưởng như là đầu tư, như là tiêu dùng, như là xuất khẩu, và theo dõi sát cái tình hình giá cả, có cái công cụ để chúng ta điều tiết lại cái giá cả, nhất là những mặt hàng thiết yếu của người dân vào cái dịp Tết này, để làm sao cho
nó không tăng giá, để ổn định và nâng cao cái đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Về nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng giao Bộ Tài chính tăng cường quản lý thu chi, bảo đảm thu đúng, thu đủ, chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế, quản lý hiệu quả các nguồn thu mới phát sinh như thương mại điện tử, phấn đấu tăng thu, bảo đảm nguồn lực cho các nhiệm vụ chi quan trọng. Thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, tăng cường thanh tra, kiểm tra, phát hiện kịp thời các mâu thuẫn tiêu cực, khắc phục các hạn chế yếu kém trong quản lý các thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, bảo hiểm để nâng cao chất lượng, phát triển công khai, minh bạch, an toàn, lành mạnh, hiệu quả. Các bên phải ngồi lại với nhau để ra soát và tháo gỡ các vướng mắc về thể chế, nội dung gì chưa phù hợp với thực tiễn thì phải sửa. Các bộ ngành phải sắn tay áo cùng với doanh nghiệp và nhân dân giải quyết. Thủ tướng nhấn mạnh nhiệm vụ đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn ngành và đẩy mạnh phòng chống tham nhũng tiêu cực cả trong xây dựng chính sách, yêu cầu phân bổ ngân sách hợp lý, tránh việc chạy trọt, tất cả phải vì lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích của người dân. Chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì buổi làm việc giữa Đảng đoàn Quốc hội với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về dự thảo nghị quyết cơ chế chính sách thí điểm tạo động lực phát triển Thành phố Hồ Chí Minh thay thế cho nghị quyết 54. Sau 5 năm thực hiện nghị quyết 54 về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù, Thành phố Hồ Chí Minh đã cụ thể hóa một số chủ trương của Bộ Chính trị đối với 4 nhóm nội dung lớn gồm quản lý đất đai, quản lý đầu tư, quản lý tài chính ngân sách nhà nước và cơ chế ủy quyền, thu nhập của cán bộ công chức viên chức thuộc thành phố. Đến nay, việc thực hiện nghị quyết đã đạt một số kết quả, nhưng về cơ bản chưa đạt mục tiêu đề ra, nhất là cơ chế chính sách để có thể huy động được nguồn lực cho mục tiêu phát triển nhanh, bền vững. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cảm ơn Đảng đoàn Quốc hội cùng các bộ ngành đã dành sự quan tâm đặc biệt đến thành phố, cho biết Bộ Chính trị đã thống nhất để thành phố tiếp tục thí điểm chính sách đặc thù. Nghị quyết kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 cũng đã giao Chính phủ nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện cơ chế chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, trình Quốc hội xem xét thông qua nghị quyết thay thế nghị quyết 54 trong thời gian sớm nhất. Khẳng định Đảng bộ, chính quyền thành phố đang rất nỗ lực, quyết tâm phối hợp với bộ ngành cơ quan để kịp thời xây dựng các chính sách kiến tạo, phát triển. Kết luận cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao nỗ lực quyết tâm của thành phố, khẳng định đề án xây dựng dự thảo nghị quyết về cơ chế chính sách thí điểm tạo động lực phát triển Thành phố Hồ Chí Minh là cần thiết, cấp bách nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước giúp thành phố phát triển nhanh, bền vững theo tinh thần Thành phố Hồ Chí Minh vì cả nước vì Thành phố Hồ Chí Minh. Chủ tịch Quốc hội đồng thời gợi ý thành phố cần tập trung vào một số nhóm nội dung lớn, trọng tâm, trọng điểm và thực tế đang có nhiều vướng mắc, điểm nghẽn để tháo gỡ. Nhóm thứ nhất là những cái chính sách mà tại nghị quyết 54 mà thấy là vẫn còn cần thiết và vẫn có tác dụng đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Có cập nhật, có điều chỉnh làm sao cho nó phù hợp hơn với bây giờ. Thứ hai là nhóm cái chính sách mà Quốc hội cũng đã quyết định cho một số các cái tỉnh, thành phố khác. Thì không có lý do gì Thành phố Hồ Chí Minh không áp dụng được. Nhóm thứ ba mà cho phép Thành phố Hồ Chí Minh được áp dụng sớm hơn so với cả nước đối với những cái vấn đề mà sửa đổi bổ sung trong một số cái dự án luật. Luật đất đai, luật khám chữa bệnh, một số cái luật mà chúng ta đã có. Và nhóm thứ tư là cái nhóm mà những cái chính sách mới mà riêng biệt cho Thành phố Hồ Chí Minh cần phải có cái thao gỡ vướng mắc. Tinh thần là cố gắng ủng hộ tối đa những cái gì mà chúng ta có thể ủng hộ được về cái sự phát triển của thành phố. Chủ tịch Quốc hội lưu ý các nhóm vấn đề này cần có sự thống nhất, đồng thuận cao trong Đảng bộ, chính quyền thành phố cùng sự ủng hộ của các bộ ngành. Đề nghị mỗi chính sách khi ban hành cần xác định rõ nội hàm, thẩm quyền và xây dựng đề án cụ thể để triển khai. Chủ tịch Quốc hội đồng tình ban hành nghị quyết theo trình tự rút gọn, xem xét thông qua tại một kỳ họp và đưa nội dung này vào chương trình kỳ họp Quốc hội tháng 5 năm 2023. Tiếp theo là một số hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong ngày. Chiều nay, thông báo kết quả kiểm tra việc thực hiện nghị quyết Đại hội 13 tại Ban Cán sự Đảng Bộ Giao thông Vận tải, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đánh giá cao kết quả mà Bộ đã đạt được trong thực hiện đột phá chiến lược về phát triển hạ tầng giao thông. Đề nghị bên cạnh việc đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu trước mắt, tập trung đôn đốc thực hiện đúng tiến độ các công trình giao thông trọng điểm, Bộ cần tập trung nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách để huy động nguồn lực xã hội cho phát triển hạ tầng giai đoạn tới.
Tại hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2023, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh yêu cầu trong thời gian tới, ngành tư pháp cần bám sát các quan điểm, mục tiêu đặc trưng về nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam vừa được thông qua tại Hội nghị Trung ương 6 để tập trung xây dựng hệ thống pháp luật dân chủ, công bằng, nhân đạo, đầy đủ, kịp thời, đồng bộ, thống nhất, công khai, minh bạch, khả thi, lấy quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân làm trung tâm thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Nhân dịp lễ Giáng sinh 2022, thăm Tòa Giám mục Giáo phận Đà Nẵng và Tổng hội Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lời chúc sức khỏe an lành đến các giám mục, tu sĩ, giáo dân, các mục sư, hội trưởng, chức sắc, mong muốn các vị chức sắc tôn giáo tiếp tục vận động tín đồ, thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, thực hiện tốt phương châm kính Chúa yêu đời, sống tốt đời đẹp đạo, đóng góp thiết thực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Phát biểu tại Hội thảo Khoa học Toàn quốc, nhìn lại 15 năm thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị khóa 10 về tiếp tục xây dựng và phát triển văn hóa nghệ thuật thời kỳ mới, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, yêu cầu phải đổi mới phương thức nghiên cứu, tư duy, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhằm tạo động lực để phát triển văn học nghệ thuật, tin tưởng sự tâm huyết, tài năng, trách nhiệm của đội ngũ văn nghệ sĩ cả nước sẽ tạo sự bứt phá cho văn học nghệ thuật trong thời gian tới. Đảng đã xác định nhiệm vụ của văn học nghệ thuật Việt Nam thời kỳ đại. Các nội dung tiếp theo: các doanh nghiệp nội địa nỗ lực tận dụng các ưu thế từ các hiệp định thương mại tự do và cả sức mua trong nước nhằm vượt qua khó khăn do sức mua toàn cầu suy giảm. Philippines kéo dài mức thuế thấp đối với gạo và các mặt hàng lương thực khác đến cuối năm sau để chống lạm phát. Thưa quý vị, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và lễ hội xuân 2023, trong đó đề nghị lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, chú trọng kiểm tra, phát hiện và xử phạt các hành vi như vi phạm về tốc độ, nồng độ cồn, ma túy, chở quá tải trọng, quá số người quy định, chủ động ngăn chặn các vụ đua xe trái phép, cương quyết chấn áp mọi hành vi chống người thi hành công vụ. Công điện cũng đề nghị nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, tăng cường nhân lực, phương tiện trong khu vực cảng hàng không để thực hiện nhanh nhất công tác soi chiếu an ninh, trả hành lý cho hành khách. Đề nghị giảm thiểu tình trạng chậm, hủy chuyến, không để hành khách về quê ăn Tết chậm do thiếu phương tiện, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân liên quan tới chỉnh tình trạng xe dù, bến cóc, hành vi tăng giá vé trái quy định. Thiếu chỗ đậu xe, một câu chuyện không mới nhưng đang là vấn đề lớn của người dân Hà Nội. Phương tiện giao thông công cộng thì không đủ, nhưng mà đi xe cá nhân thì lại thiếu chỗ đỗ. Nghịch lý này đã kéo dài trong nhiều năm ở thủ đô mà chưa có lời giải. Còn chỗ đỗ không anh ơi? Nghề anh sang bên Trần Hưng Đạo. Theo nghề lái xe 17 năm nay, anh Long hiểu rõ để tìm được một chỗ đỗ đúng quy định vất vả như thế nào. Cũng phải đăng ký xếp lốt thì mới đến lượt mình, cứ có những bãi thì mình vào thì kín bãi, phải ra những cái phố nó xa hơn. Diện tích các bãi đỗ xe ở nội thành Hà Nội hiện nay mới chỉ đáp ứng được khoảng 10% tổng nhu cầu. Chính vì vậy, thành phố cũng phải tận dụng lòng lề đường để làm hơn 166 điểm trông xe. Như thế vẫn là chưa đủ bởi lượng phương tiện cá nhân đã tăng gấp đôi trong vòng 12 năm qua, trong khi quy hoạch bãi đỗ xe liên tục bị phá vỡ. Nếu như năm 96 chúng ta chỉ đặt ra là cần khoảng 700 hectare đất thì đến 2016 chúng ta đã phải nâng lên là với số lượng xe với dân số như thế thì phải 1.700 hectare đất. Có quy hoạch, có định hướng nhưng mà khó bố trí ngân sách để đầu tư xây dựng và đặc biệt là không huy động được nguồn lực xã hội và đầu tư. Một trong những nguyên nhân chính khiến các nhà đầu tư không mặn mà là vì chi phí đầu tư cho các bãi đỗ xe rất lớn trong khi mức giá thu lại không tương xứng nên khó thu hồi vốn. Nếu mà chúng ta đưa vào cái bài toán cân đối thu chi thì chắc chắn là sẽ lỗ nếu mà đem vào kinh doanh. Và cũng vì lý do lỗ đó cho nên là cho dù chúng ta có đưa cái kế hoạch đó, quy hoạch đó ra, mời chào các nhà đầu tư tư nhân thì cũng không nhà đầu tư tư nhân nào mặn mà với cái việc đầu tư bãi đỗ xe đó cả. Cái nhu cầu đỗ xe là tăng lên và nhu cầu đấy nếu được đáp ứng thì nó sẽ tiếp tục tăng lên nữa. Do đó thì chúng ta phải làm song hành,
chúng ta cung cấp một lượng bãi đỗ xe phù hợp, và song song với việc chuyển đổi phương tiện cá nhân sang sử dụng vận tải khách công cộng. Đấy mới là bài toán các đô thị hiện đại hướng tới. Cùng với những giải pháp trên, phát triển các bãi đỗ xe thông minh, bãi đỗ xe ngầm, bãi đỗ xe ven nội thành cũng sẽ giúp cho thành phố giải quyết bài toán thiếu bãi đỗ xe nghiêm trọng như hiện nay. Sẽ xử lý các cá nhân liên quan đến việc cấp hồ sơ thẩm duyệt nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy không đúng quy định. Đó là thông tin được Bộ Công an công bố tại buổi họp báo về tình hình, kết quả công tác công an năm nay diễn ra vào chiều tối nay. Bộ Công an cũng thông tin về kết quả điều tra các vụ án mà dư luận đang đặc biệt quan tâm. Một trong những nội dung được nhiều cơ quan báo chí đặt câu hỏi tại cuộc họp báo đó là thông tin về kết quả điều tra các vụ án dư luận quan tâm, như vụ án xảy ra tại công ty AIC. Đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu cho biết, hiện nay cơ quan công an vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiếp tục truy bắt các đối tượng bỏ trốn trong vụ án này. Việc kết luận điều tra đề nghị truy tố với các bị can bỏ trốn thì đây là quy định rất rõ, có quy định trong Bộ luật hình sự, và việc kết luận điều tra truy tố này đảm bảo tuân thủ quy định đó. Thế tuy nhiên, việc kết luận điều tra đối với các bị can này cũng cho thấy là cái chất lượng điều tra hiện nay đã được nâng lên, và việc điều tra thu thập tài liệu chứng cứ không chỉ phụ thuộc vào lời khai của bị can mà còn đảm bảo những quy định pháp luật, và cơ quan điều tra đảm bảo thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ để chứng minh hành vi phạm tội. Trả lời câu hỏi về kết quả tổng kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy trên cả nước, đại diện Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ thông tin có khoảng 60% các cơ sở kinh doanh về karaoke vi phạm về phòng cháy chữa cháy. Việc cấp hồ sơ cho những cơ sở vi phạm cũng đã được rà soát và xử lý trách nhiệm cá nhân liên quan. Trên thực tế, chúng tôi đã tiến hành rà soát và cũng đã có những cái chấn chỉnh và có những xử lý vi phạm đối với cán bộ chiến sĩ mà trong thứ nhất là trong quản lý mà không hoàn thành cái chức trách nhiệm vụ được giao, để ra cơ đến dẫn đến tình trạng cơ sở vi phạm. Đồng thời trong công tác thẩm duyệt và thẩm duyệt không đầy đủ những quy định an toàn thì chúng tôi đã tiến hành rà soát và xử lý các quy định. Tại buổi họp báo, Bộ Công an cũng thông tin thêm về việc đang áp dụng nhiều biện pháp để thu hồi triệt để tiền, tài sản để đảm bảo quyền lợi cho người dân, nhà đầu tư liên quan trong các vụ án kinh tế mà dư luận đang quan tâm hiện nay. Suy giảm kinh tế, lạm phát tăng cao, tiêu dùng chững lại tại nhiều nước trên thế giới đang làm giảm nhu cầu tiêu dùng ở nhiều thị trường chủ lực của Việt Nam. Vâng, theo dữ liệu mới nhất của hãng tin kinh tế CNBC, số lượng đơn đặt hàng sản xuất của Mỹ với Trung Quốc đã giảm 40%. Công ty vận tải Worldwide Logistics Group của Mỹ dự báo các nhà máy của Trung Quốc sẽ đóng cửa sớm 2 tuần trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2022 sắp tới. Còn theo công ty vận tải biển toàn cầu HLS, nhập khẩu hàng hóa châu Á của Mỹ đã giảm mạnh trong tháng 10 xuống mức thấp nhất 20 tháng. Sự sụt giảm đơn hàng sản xuất từ Mỹ và châu Âu cũng ảnh hưởng lớn tới Việt Nam. Các chuyến vận tải biển đến Việt Nam bị hủy đã tăng 50% trong tháng này. Tính đến giữa tháng 12, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đã vượt mốc 700 tỷ đô la Mỹ. Nhưng tính riêng tháng 11 thì xuất khẩu của Việt Nam đã giảm 7,4% so với cùng kỳ năm trước. Nhiều doanh nghiệp trong nước đã bị giảm đơn hàng và đã sẵn sàng với tình huống xấu hơn trong năm tới. Theo tổ chức xếp hạng tín nhiệm S&P Global, chỉ số nhà quản trị mua hàng tháng 11 trong ngành sản xuất tại Việt Nam đã giảm dưới mức trung bình. Lĩnh vực sản xuất chế biến chế tạo đang phải ứng phó với tình trạng đơn hàng trên thế giới giảm mạnh, đặc biệt là mặt hàng điện, điện tử tiêu dùng. Như với doanh nghiệp sản xuất điện tử này, chủ động đơn hàng mới, nghiên cứu thị hiếu với các đối tác truyền thống hiện là giải pháp ưu tiên. Các khách hàng toàn cầu thì họ vẫn duy trì các cái yêu cầu rất là ngặt nghèo và chủ yếu tập trung vào việc là chúng ta phải có khả năng linh hoạt đáp ứng các cái yêu cầu đặt hàng của họ. Trong ngắn hạn họ giảm cái đơn đặt hàng nhưng mà họ vẫn yêu cầu là nhà sản xuất tăng cái khả năng sản xuất của mình để phục vụ khi mà cái yêu cầu của họ tăng lên gấp nhiều lần. Còn với các ngành hàng chế biến xuất khẩu nông sản, vốn có ưu thế về sản lượng và thị trường đa dạng nhưng lại đang mất phần nào lợi thế cạnh tranh do chi phí vận chuyển, kho vận tăng. Bài toán lúc này với các doanh nghiệp là tận dụng các ưu thế về thương mại thông qua các FTA, song song với việc tận dụng cơ hội từ sức cầu mua sắm tiêu dùng trong nước. Trước nay thì cái thị phần kim ngạch xuất khẩu nó chỉ có khoảng độ 70-75%. Tuy nhiên là cái thị trường trong nước cũng là một trong những thị trường rất là tiềm năng. Cái thứ hai nữa là mình có thể là linh hoạt thay đổi được kịp thời, phản ứng kịp thời được với thị trường. Doanh số bán hàng trong nước kỳ vọng là có thể là đạt được cân bằng 50% giữa xuất khẩu cũng như 50% giữa tiêu thụ trong nội địa.
Theo các hiệp hội ngành hàng, thời điểm các đơn hàng chững lại cũng là lúc để doanh nghiệp tối ưu hóa các chi phí sản xuất, nâng cao năng lực vận chuyển, logistics. Các chi phí về vận tải biển, logistics như lưu trữ hàng hóa, kho bãi, luân chuyển hàng hóa chiếm phần lớn trong chi phí của thành phẩm. Do vậy, trong bối cảnh các đơn hàng chậm như hiện nay, doanh nghiệp cần tối ưu hóa các mắt xích vận chuyển, cung ứng trong nước sẽ là giải pháp cần ưu tiên của Việt Nam để nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm. Tổ chức Thương mại Thế giới WTO dự báo tăng trưởng thương mại toàn cầu sẽ chỉ đạt 1% trong năm tới do tác động ngày càng sâu của lạm phát, sức cầu suy giảm. Do vậy, cần sớm có kịch bản kế hoạch ngắn hạn từ 1 cho đến 3 tháng để ứng phó nhanh hơn với diễn biến của thị trường. Sáng nay, tại Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia Việt Nam, Bộ Kế hoạch Đầu tư đã tổ chức diễn đàn Quỹ Đầu tư Khởi nghiệp Sáng tạo Việt Nam để trao đổi, đánh giá các cơ hội đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam, nhất là trong giai đoạn phục hồi và phát triển sau đại dịch COVID-19. Chủ đề chính của diễn đàn năm nay là dịch chuyển vốn đầu tư và 1,5 tỷ đô la Mỹ là số tiền sẽ được các quỹ đầu tư cam kết đầu tư trong vòng 3 năm tới. Tại Đông Nam Á, thị trường đầu tư khởi nghiệp sáng tạo chỉ thu hút gần 4 tỷ đô la Mỹ trong quý 3 năm nay, giảm trên 36% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, đây vẫn được đánh giá là thị trường đầy tiềm năng do tốc độ tăng trưởng luôn đạt từ 4 cho đến 5% một năm. Việt Nam hiện được đánh giá cao trong khu vực Đông Nam Á khi mà các công ty khởi nghiệp đã huy động được 1,4 tỷ đô la Mỹ vào năm ngoái. Chiều nay tại tỉnh Sê Công, Nam Lào đã diễn ra lễ động thổ tổ hợp công nghiệp bauxit alumin Đắc Trưng. Đây là một trong những dự án có quy mô lớn nhất của doanh nghiệp Việt Nam tại Lào và cũng là dự án đầu tư nước ngoài lớn nhất tại tỉnh Sê Công cho tới nay. Nằm trên diện tích gần 9.000 ha, dự án mỏ bauxit huyện Đắc Trưng do tập đoàn Việt Phương đầu tư với trị giá 1 tỷ đô la Mỹ, có công suất 1 triệu tấn alumin một năm. Dự án được kỳ vọng sẽ góp phần tích cực vào phát triển kinh tế xã hội vùng sâu vùng xa của tỉnh Sê Công và góp phần vào mục tiêu phát triển quan hệ kinh tế song phương, nhất là khu vực trung tâm tam giác phát triển Việt Nam, Lào, Campuchia. Đến chiều nay, ngoại trừ vùng biển Cà Mau đến Kiên Giang, gió đã giảm cấp còn cấp 4, cấp 5. Các chuyến phà và tàu cao tốc chạy tuyến Phú Quốc, Hà Tiên và ngược lại đã hoạt động trở lại. Tuy nhiên, nhiều vùng biển khác vẫn có gió mạnh. Vùng biển từ Bình Định cho đến Cà Mau gồm Phú Quý, Côn Đảo, ra ngoài khơi huyện đảo Hoàng Sa và phía tây của huyện đảo Trường Sa tiếp tục có gió cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Cảnh báo từ đêm mai tiếp tục có không khí lạnh bổ sung, gió ở Vịnh Bắc Bộ và vùng biển Quảng Trị đến Quảng Ngãi gồm Lý Sơn cũng sẽ mạnh trở lại lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Tiếp tục với những tin tức quốc tế, Hải quân Thái Lan đang triển khai 3 tàu chiến và 2 máy bay trực thăng để tìm kiếm 31 thủy thủ bị mất tích sau khi tàu chiến Sukhothai bị chìm vào đêm qua. Tàu chiến trên đang làm nhiệm vụ tuần tra ở vịnh Thái Lan đã gặp sóng to và gió mạnh khiến nước biển tràn qua ống xả và làm ngập hệ thống điện, làm toàn bộ nguồn điện trên tàu bị ngắt. Hậu quả là thủy thủ đoàn không thể điều khiển tàu. Tàu đã bị lật nghiêng và chìm xuống ở vị trí cách bờ biển khoảng 37 km. Chiến dịch giải cứu đã diễn ra ngay trong đêm qua trong điều kiện thời tiết xấu. Lực lượng cứu hộ đã giải cứu được 75 trong số 106 thành viên thủy thủ đoàn. Tàu Sukhothai bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 1987 và là một trong 7 tàu hộ vệ thuộc Hải quân Thái Lan. Tàu lớp Sukhothai đóng vai trò soái hạm của các phi đội tàu tấn công nhanh. Thủ đô Moscow của Nga vào ngày hôm qua đã hứng chịu một trận bão tuyết với đợt tuyết rơi kỷ lục. Chỉ trong một ngày thì tuyết rơi ở Moscow đã bằng với 1/3 khối lượng tuyết của cả một tháng mùa đông, khiến cho giao thông có thời điểm gần như tê liệt. Phóng viên Nhật Linh đưa tin từ Moscow. Tại nhiều khu vực ở thủ đô Moscow, tuyết phủ dày từ 33 đến 38cm, vượt qua cả kỷ lục được ghi nhận kể từ năm 1989 cho tới nay. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết Moscow, đây là lượng tuyết rơi lớn nhất từng được ghi nhận tại thành phố vào thời điểm này trong năm. Thông thường thì hiện tượng thời tiết cực đoan như vậy chỉ xảy ra vào tháng 2. Thời tiết bất lợi đã gây nhiều khó khăn cho giao thông trong khu vực. Nhiều tuyến đường bị tắc nghẽn, hơn 200 chuyến bay đã bị hoãn hoặc hủy tại các sân bay ở thủ đô. Để duy trì và đảm bảo mọi hoạt động dịch vụ bình thường, chính quyền thành phố Moscow đã phải huy động gần 120.000 nhân viên và hơn 12.000 thiết bị dọn tuyết làm việc cả ngày lẫn đêm. Đến thời điểm này, nhiều khu dân cư như ở đây vẫn đang còn mắc kẹt trong tuyết, khi máy móc và công nhân không kịp có mặt để mà dọn dẹp. Một số người dân đã phải tự mình xúc tuyết để giải phóng xe ô tô hoặc là tìm cách di chuyển khác. Nhật Linh, phóng viên thường trú Đài truyền hình Việt Nam từ Moscow,
Liên bang Nga. Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày hôm nay thông báo Nguyên Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Tiêu Á Khánh đã bị khai trừ khỏi Đảng do vi phạm nghiêm trọng kỷ luật Đảng và nhận hối lộ. Ông Tiêu Á Khánh đồng thời bị miễn nhiệm mọi chức danh trong chính phủ. Do đã thành khẩn và giao nộp toàn bộ số tiền nhận hối lộ nên ông Tiêu Á Khánh được hưởng khoan hồng. Ông Tiêu Á Khánh bị giáng cấp xuống vị trí thấp hơn và nghỉ hưu trước thời hạn. Ông Tiêu Á Khánh sinh năm 1959, trước đây là người đứng đầu Cục Quản lý Nhà nước Trung Quốc về quy chế thị trường, từng lãnh đạo Ủy ban Quản lý và Giám sát Tài sản thuộc Sở hữu Nhà nước. Bộ Công nghệ và Công nghệ Thông tin Trung Quốc phụ trách giám sát nhiều lĩnh vực lớn, từ viễn thông 5G tới thiết bị bán dẫn, xe điện và sản xuất vaccine. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos vừa chấp thuận khuyến nghị của Bộ Kinh tế nước này về việc kéo dài mức thuế thấp đối với gạo và các mặt hàng lương thực khác đến cuối năm sau. Đây là một phần trong nỗ lực chống lạm phát tại Philippines. Với quyết định này, thuế đối với gạo nhập khẩu vào Philippines sẽ ở mức 35%, còn thuế nhập khẩu đối với các sản phẩm ngô và thịt lợn sẽ ở mức không quá 25%. Trong khi đó, thuế nhập khẩu than đá, nhiên liệu chính trong sản xuất điện sẽ duy trì ở mức 0%. Với chính sách này, giới chức Philippines hy vọng sẽ tăng nguồn cung lương thực trong nước trong bối cảnh lạm phát đang ở mức 8%, cao nhất trong 14 năm qua. Lạm phát tăng vọt đã khiến Ngân hàng Trung ương Philippines phải tăng lãi suất 7 lần trong năm nay và cảnh báo thắt chặt hơn chính sách tiền tệ trong năm tới. Trở lại với nội dung trong nước, vòng chung kết toàn quốc trao giải cá nhân và lễ trao giải cuộc thi sơ đồ tư duy Việt Nam Mind Map Championship đã diễn ra vào tối qua tại thành phố Hồ Chí Minh. Cuộc thi do Ban Khoa giáo Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Viện Kỷ lục Việt Nam và Tập đoàn Giáo dục Tâm trí lực tổ chức. Kết quả, đội vô địch giải đồng đội là trường tiểu học Hành Thịnh, tỉnh Quảng Ngãi. 12 cá nhân vô địch từ lớp 1 đến lớp 12 sẽ tiếp tục rèn luyện cho các cuộc thi sơ đồ tư duy thế giới năm sau. Cuộc thi năm nay sẽ thu hút hơn 7.000 thí sinh tham gia vòng thi cá nhân và hơn 600 trường học tham gia vòng thi đồng đội, có 104 học sinh và 48 đội tuyển tham gia tranh tài ở vòng chung kết toàn quốc.